mỗi người là một phiên bản đặc biệt, không ai giống ai được. Và em thì chắc chắn em muốn là chính mình. Trước khi mình đưa ra một quyết định, em nghĩ là em đã cân nhắc rất là kỹ rồi. Nên là em cứ một cái đường thẳng của mình mà em đi thôi. Em nghĩ những cái tác động ngoài lề thì nó sẽ không thể làm chệch hướng của em được. Sao mới bước ra mà la hét quá vậy? Soái ca của lớp phải không? Yeah. Xin chào chương trình Thiếu Niên Nói. Mình tên là Nguyễn Võ Anh Tuấn, lớp 12A18. Như chúng ta đã biết thì ở độ tuổi này thì chắc chắn ai cũng phải có những cái định hướng riêng cho mình. Nhưng mà dù ở bất cứ độ tuổi nào thì việc định hướng trước vẫn sẽ tạo ra một cái lợi thế nhất định cho mỗi người. Nhưng mà bây giờ thì nhiều người thì không có nghĩ như vậy, không có chú tâm vào việc vạch ra một cái định hướng rạch ròi cho mình, cũng như là nghiêm túc trong việc suy xét về tương lai của mình. Chúng ta vẫn cứ mãi sống trong cái vùng an toàn của mình mà không chịu thoát ra, không chịu vươn ra biển lớn để mà làm nên những điều to lớn. Mỗi người phải luôn biết mình cần cái gì, phải đi tìm câu trả lời cho chính mình. Em thì thật sự rất thần tượng bác Phạm Nhật Vượng và ca sĩ Sơn Tùng MTP. Tại vì từ hai cái nhân vật đó đã cho em rất là nhiều cái bài học để mình thay đổi cái tư duy của mình về tương lai cũng như là về con đường mà mình sẽ chọn. Thì ở ca sĩ Sơn Tùng MTP á, em thấy được cái lòng nhiệt huyết, cái đam mê tuổi trẻ. Càng trẻ thì mình phải càng nỗ lực, mình càng phải có trách nhiệm, không chỉ với bản thân mà mình phải có trách nhiệm với những con người đã tin cậy với mình. Ở tuổi trẻ trau dồi nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, chứ đừng nghĩ đến việc hưởng thụ quá sớm, nó sẽ gây ra nhiều cái hệ lụy. Ở bác Phạm Nhật Vượng em học hỏi được sự khao khát làm đẹp cho đời. Giống như là Việt Nam thì chúng ta có xe hơi của người Việt, có những cái khu du lịch như là Vinpearl rất là nổi tiếng mà cho tính tay người Việt người cùng nhau nỗ lực đắp xây nên. Và chắc chắn mỗi người chính là một phiên bản độc nhất vô nhị. Thứ chúng ta cần ở đây chính là những bài học từ những con người đã đi trước, để tích lũy được những bài học đó, chuyển hóa nó thành cái vũ khí cần thiết cho mình. Từ đó để mình đạt được một cái phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Cảm ơn em. Gần như là một bài thuyết trình về những cái suy nghĩ của em cho cái con đường tương lai phía trước. Em xin chào hai MC ạ. Em tên là Minh Hiếu ạ. Bạn Tuấn nói về việc là tuổi trẻ thì chúng ta nên học hành nghiêm túc và cũng như xác định được cái hướng đi cho tương lai của bản thân mình. Tuy nhiên là tuổi trẻ thì chúng ta cũng phải trải nghiệm, phải khám phá, phải vui chơi, vui đùa cùng với mọi người trong xã hội, trong gia đình. Thì như vậy chúng ta mới có thể xây dựng một cái thanh xuân tươi đẹp cho bản thân, cũng như tạo nên những cái ký ức đẹp cùng với bạn bè xung quanh. Thì đôi khi chúng ta học hơi nhiều thì cũng hơi mệt mỏi và áp lực cho bản thân. Thì đó là cách để chúng ta giải stress. Nếu mà mình muốn đi một chặng đường dài thì cái đầu tiên là sức khỏe. Tất nhiên em sẽ có tham gia những cái buổi luyện tập thể thao, chơi bóng rổ, chơi với các bạn để vừa rèn luyện cái sức khỏe mà mình có, vừa có cơ hội để được cùng những người anh em mình có những cái kỷ niệm đẹp. Đúng là bạn có nhưng mà bạn vẫn chưa đủ. Bạn vẫn chưa đủ dành thời gian cho bạn bè xung quanh. Em tên là Tuấn Kiệt, cũng là bạn của anh Tuấn. Em chỉ muốn nói với Tuấn là làm cái gì thì cũng phải biết cân bằng giữa cái việc mà học với chơi cho nó cân bằng, chứ đừng có vùi đầu vô học quá rồi sau này tiếc là cái thanh xuân của mình chỉ có học thôi chứ không có thời gian để chơi với bạn bè. Thì mày làm gì thì tụi tao cũng sẽ sau lưng ủng hộ cho mày thôi. Em nghĩ ta về lời nói vừa rồi của Kiệt. Dạ em thấy nó có phần đúng. Nhưng mà theo em thì chữ học không phải gói gọn đơn giản trong nhà trường. Học là quá trình cả đời. Cái quan trọng là học làm người. Cái vấn đề ở đây chỉ là bản thân em thì không cho phép mình vui chơi quá mức, hy sinh một phần thanh xuân. Ví dụ thanh xuân của họ là ở thang 9 thì mình chỉ cần đến mức 4 thôi. Phần còn lại là mình sẽ dành cho sự nghiệp. Mình chấp nhận đánh đổi để mình củng cố được cái chất lượng cuộc sống cũng như gia đình mình. Thì em nghĩ nếu làm được cái điều đó thì em sẽ nghĩ đến việc hưởng thụ. Có nhiều thứ mà vì vấn đề tiền bạc nên là hay tranh cãi, xung đột. Nên mẹ em là một người nhạy cảm, mẹ em gọi là thương gia đình đó nên cũng hay khóc rồi. Tại vì tiền mình không có đủ để đưa cái cuộc sống gia đình mình tốt hơn. Những lúc mà mình đi mua sắm, em tính toán rất là nhiều. Tại vì thứ nhất là do mình không có, em không có nhiều tiền. Cho nên là em hay nghĩ là nếu mà mình có nhiều tiền như vậy thì mình tất nhiên mình sẽ cải thiện được cái chất lượng cuộc sống của gia đình. Em nỗ lực về để một ngày nào đó bản thân em cũng như là gia đình em có một cái cuộc sống gọi là đủ đầy hơn. Vậy bây giờ anh muốn hỏi em, nếu như những bạn mà dành thanh xuân cho mình tới điểm chính
thì các bạn ấy sau này có thành công không? Mọi người sẽ có một cái định nghĩa về thành công cho riêng mình. Chắc chắn ở một khía cạnh nào đó họ sẽ thành công. Quan trọng là cái mục tiêu chúng ta đặt ra thành công tới đâu thì chúng ta sẽ cảm nhận cái mức độ thành công đó của mình, đúng không? Việc đánh giá thanh xuân như thế nào là quyền quyết định của bạn, nhưng mà chúng ta phải đánh giá cho nó chính xác để sau này có chuyện gì thì không ai hối hận về điều gì đã xảy ra. Em mong là bạn Tuấn sẽ có thể nâng cái điểm thanh xuân của bạn nó lên một xíu nữa. Nâng thì cũng nâng cao cao xíu, tầm 6-7 chứ đừng có nâng lên 4.5, để chơi được với bạn bè nhiều xíu chứ lúc nào đi chơi cái mặt cũng kêu đi học hết rồi, không có được tham gia với bạn bè nhiều. Thời gian nó đã trôi qua thì sẽ không bao giờ nó quay trở lại được. Thanh xuân mỗi người nó cũng chỉ có một khoảng thời gian cố định nào đó. Một khi đã đi qua rồi, dù có hối tiếc, dù có muốn quay trở lại để làm lại từ đầu thì cũng sẽ không còn cơ hội nữa.